Đây mà không, ý là do hôm giờ trời đang rảnh nè. Chứ bình thường là nhiều khi là không có rảnh á. Hai giờ là học sở văn của trường luôn đó mà. Mình 2 giờ là học rồi hả? điện cô là cô nhà em mất mạng. Thôi đào xem nè, lắng nghe rồi rồi. Y luôn gương mặt đây đó, chính là cái thái độ đó. Trâu cái cục mụn. Đó bao nhiêu nhiều thế này. Chết mẹ rồi. Không cười rồi. Không, chỗ này không có nhột. Nên cái cầm thôi mà. Nhột hay không bây giờ em chứ.
mày có đi làm nó tức cười. Vậy sao? Rung luôn á. Rồi gần xong. Mm-hmm.